đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên, lớn lên, lớn lên. Vậy là mẹ đã có cách trị con rồi. Mỗi lần con hung dữ thì mẹ sẽ hát. Ủa rồi ôi. Và ngày hôm nay cô Thơ sẽ mở một cái spa cho bút cưng. Và khách hàng đầu tiên là khách hàng thân thiết, đó là em El Nino. Chào mừng các bạn đã đến với spa của cô Thơ, spa bút cưng. Mẹ hoang mang rồi con. El Nino chào mọi người con. Dạ con chào các cô chú. Các cô chú thấy con có xinh đẹp không? Một lát nữa là con có xinh đẹp nữa hay không là chuyện hên xui nha. Tất cả là nhờ lời tay của mẹ đó Nino. Đôi tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đây đó. Nhìn nó ngây thơ kiểu mà nó không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Cái tội nghiệp quá. Em Nino thì mới được có 3 tháng mấy thôi. Nhưng mà lông thì cũng rất là đẹp. Các bạn nhìn nè, rất là đáng yêu, rất là đẹp không? Nhưng mà mình bắt buộc phải cạo lông máu. Tại vì chó con mình phải cạo lông máu thì lông sau này ra mới dày, mới đẹp, mới mượt được. Còn mình không cạo thì lông nó sẽ bị lởm chởm, lưa thưa. Đầu tiên mình sẽ tỉa lông giống như những chú chó bơm ở trên mạng á. Mình hay thấy có mấy chú bơm màu trắng trắng mặt tròn tròn á các bạn thấy không? Rất là dễ thương. Và Puka sẽ tỉa cho Nino một cái hình hài dễ thương giống như vậy. Sau đó chụp hình lại rồi mình mới cạo lông máu nha. Nè bình tĩnh đứng yên. Bây giờ mẹ sẽ tỉa cái đầu con tròn tròn giống như nhà những cái chú chó ở trên mạng dễ thương có biết không? Biết không Nino? Mặt bớt vô tri lại coi. Do nhà không có điều kiện cho nên mình sẽ dùng cái kéo cắt mi. Nên mình tỉa cái lông. Mẹ con phải ngồi yên cái đầu con mới tròn được. Con giống như là cái đầu con méo á phải không? Xin trân trọng giới thiệu với cả nhà là Puka chưa hề học qua một lớp cắt tóc nào nha. Cho nên cô yên tâm, mẹ chưa hề học qua một lớp nào hết cho nên cô yên tâm. Con phải tin tưởng mẹ biết không? Trời ơi, mẹ có tay lắm á Nino. Sắp tròn rồi nè, sắp tròn rồi. Mặt bước vô tiêu vậy thôi. Thầy ốt thì mà. Muốn chơi gì mẹ cho chơi, muốn chơi gì? Hả? Mẹ biết sao không? Cái tả màu trắng rồi thêm cái đầu màu trắng nữa mẹ không biết nào lông cái nào tả cái không có được. Bình tĩnh. Nino sao càng ngày càng quậy đó. Muốn chơi gì? Nè tôi chơi nè. Nè mẹ có dính cái đầu không? Thương mẹ nhẹ nhàng, một lát nữa mẹ bóp cổ bây giờ. Ôi trời ơi. Mà là yêu mình nè. Đấy là ghét mình rồi. Sắp đẹp rồi Nino. Mũi quá. Tên tèn. Đeo khẩu trang vào, chứ lông quá lông rồi. Hả? Con phải ngồi yên nè, ngồi yên nha mẹ nè. Nè mẹ nè, đi nè, chạy nè. Nino, mẹ dẫn qua bắt tú bây giờ. Mẹ dẫn qua bắt tú nha. Bắt tú lụi á, bắt tú lụi á, bắt tú lụi. Nè không sợ bắt tú luôn. Bắt tú lụi đó. Bắt tú là bắt bác sĩ chích ngừa. Ủa nó không giữ thì nó ngừa tôi nó rồi. Bắt tú lụi con đó, bắt tú lụi đó. Sợ bắt tú bây giờ. Rồi đi nôi. Tất nhiên cái đầu con méo xẹo rồi sao? Mày thấy người ta tỉ tỉ như mà tỉ tỉ vậy đó đó. Mày nhấp 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 vậy đó. Đó, mày nhấp nhấp khơi 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 vậy đó. Tính gì trúng cũng trúng thôi. Ai ốt mà. Mẹ. Mẹ cắt canh mẹ cắt được rồi cái con gật cái đầu á. Mẹ ơi sọc dưa xô le trong xô le ngoài tùm lum hết rồi đi nôi. Chuyện gì đến cũng đến thôi. Ừ.
quay một cái là nó phạm một lỗ rồi bắt đầu mình xấu mất luôn á. Cái đầu có 3 tầng rồi. Mày im đấy. Con ngồi im đi, lỡ chở rồi nè. Trời ơi, đi đầu đinh rồi. Trời ơi, má ơi, nó không giữ. Bình tĩnh. Con không được không giữ với mẹ. Nghe chưa? Cái khúc này con mình lấy cái bụng cắt đi. Lâu quá. Ừ, em không giữ với mẹ. Ủa, mẹ mấy cô lé cho đây nè. Ủa, chở qua bác Tú à. Chở qua bác Tú lội một mũi à. Đúng rồi, con ngoan ngoãn như vậy chứ. Ủa, con ngủ luôn rồi bà. Cái tội phạm rồi. A few moments later. Quay ra cho cô chú chim ngủ cái đầu trước đi. Nghe thấy không? Trời ơi, khác lại chưa? Cái đầu tròn cho. Bây giờ tới cái mình nha. Trời ơi, bây giờ tới cái mình nha. Chúng ta nhờ mình tỉnh lắm ha. Mình tới cái mình nha. Mình cắt sợ trời. Đại như luôn. Mình nhìn mẹ như vậy. Quay chỗ khác đi. Quay qua bên kia. Đúng rồi. Quay qua bên kia. Bên kia. Bên kia. Không biết bên kia là bên nào ạ. Được rồi, mẹ sẽ lấy bỏ bối để chị con. Im lặng chưa? Im lặng chưa? Con giữ nó không? Nino rất là sợ cái kem này nha. Các bạn không hiểu sao mà nó sợ đến như vậy. Con không thích ăn kem đúng không? Con không thích ăn kem đúng không? Đừng có nhìn mẹ. Và sau khi kéo mi thì chúng ta phải kéo cắt cơm, cắt đồ, cắt rau củ, cắt đồ ăn. Nói chung đây là một cái kéo sử dụng không phải để cắt lông nha. Mày là mẹ của con mà. Ai nuôi con, ai nuôi con? Ai nuôi con của người vậy hả? Cũng không giữ với mẹ chưa? Không, không giữ mẹ chứ. Bất trị. Có nghe lời mẹ nói không đi đâu. Thôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Con vừa không giữ mẹ hay chưa? Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con đứa con khôn lớn, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngày bao yêu dấu, mẹ đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên, lớn lên, lớn lên. Lưỡng phiên giang mong con nên người, mẹ yêu con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con, ủa gì quên lời rồi. Đúng rồi, con phải ôm mẹ đi, đúng rồi, phải rút vô người mẹ đi. Phải thương mẹ đi. Đừng đi đâu. Mẹ cảm giác như con, thấy chưa mẹ nghi á. Cảm giác như con đang canh để phụ tác mẹ. Thôi lòng quá không hát nè. Mình sẽ tập trung. Bây giờ mình sẽ tập trung chuyên môn, đó là cắt tỉa lông. Không hát karaoke nữa. Cái khúc này nguy hiểm lắm nha Nino. Con đừng có nhúc nhích nha. Mẹ hết hồn rồi, mẹ nhắc một cái là mai mốt rồi mất dấu luôn á. Mai mốt rồi mất dấu luôn á. Cái khúc này nguy hiểm lắm nha. Người ta hớt cái lông quan trọng cái đầu với cái đít lắm á. Cho nên bây giờ tới cái khúc quan trọng rồi, con đừng có nhúc nhích nữa. Rồi đẹp trai rồi, đẹp trai. Thấy chưa, xém xíu là lọt xuống bàn rồi. Có đẹp trai rồi. Xin con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con nuôi con khôn lớn, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Phải ngoan hiền nghe chưa. Có hát rồi mệt quá. Con không giữ là mẹ hát nữa đó.
Nino nó còn sợ mà. Đúng rồi, lúc mình nghĩ mỗi lần mà hát bài mẹ yêu xong cái là Nino nó làm gì á? Làm gì á? Con yêu mẹ đúng không? Biết rồi, mình cũng yêu con. Mẹ yêu con xin bao. Nino nó nghe được bài mẹ yêu ta. Mỗi lần hát bài đó xong cái là nó hiền lại mà nó ôm mình vậy. Vậy là mẹ đã có cách trị con rồi. Mỗi lần con hung dữ thì mẹ sẽ hát. Hả? Này, bây giờ mẹ sẽ lấy cái tông đơ. Sợ. Thật ra cái này không có là gì hết con. Cái này đưa vô da mình, da mình sẽ được mịn. Mịn. Khó quá à. Xong. Nhưng nó có giống như anh chị trên mạng chứ. Gì vậy? Chị phản ứng gì vậy? Mẹ xin lỗi. Mẹ mệt quá, con còn cắn. Đây. Đây là thành phẩm. Wow. Dễ thương chưa? Nhìn vô camera nè, nhìn vô đây nè. Đây đây nè, có con chút. Con chút con đẹp chưa? Con đẹp chưa? Ba Vô Thơ mới mở và khách hàng đầu tiên. Đây là thành phẩm nha các bạn. Trời đất ơi, ở nhà dùng cây kéo cắt mi và cây kéo mẹ biết cái này làm con khó chịu. Cây kéo cắt mi và cây kéo cắt rau củ mà mình có thể được Nino như vậy thì quá là tuyệt vời. Em rất là khó chịu, em rất là quạo vì nãy giờ bị mẹ biết rồi, đừng có hung dữ đâu. Vậy tại sao tôi nuôi cháu nào nó cũng hung dữ cả, cả cô yêu vì và bây giờ tới ông Nino này, đứa nào cũng hung dữ như nhau, rất là khó chịu, khó tính, vừa khó tính mà vừa hung dữ nữa. Nhưng không sao, tại vì bây giờ nãy giờ mình quần quá cho nên là bé bị khó chịu, bé bị quạo. Cho nên là cái chuyện mà cạo lông má chắc là phải để sau đi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu mà bạn nào muốn đến spa của cô Thơ để cắt tóc, cắt tỉa lông á thì hãy liên hệ nha. Liên hệ bằng cách comment ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và ủng hộ. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Huka nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào cô chú đi con. Xin chào cô chú và hẹn gặp lại.